Hôm nay ngày vui của hai em thì trước tiên chúc sức khỏe tất cả mọi người và chúc mọi người có một bữa ẩm thực thật là ngon. Và sau đây anh xin gửi tới chú rể và cô dâu và tất cả mọi người một ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn có mang tên Tìm Em Qua Cầu Dân Ca. Đôi ta